Shop phụ kiện 390 xin kính chào toàn thể các em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé. Hôm nay shop lên video giới thiệu anh em gói sim đa năng. Đấy, hàng rất nhiều anh em nhé. Thì một gói này giá là 160.000, hàng miễn phí ship và được kiểm tra anh em nhé. 160.000. Thì nhiều anh em có hỏi shop là có bán lẻ sim không. Ví dụ như anh em hỏi sim van là 1 chiều này, bảo tôi 10 cái sim van là 1 chiều này, hoặc là 10 cái sim ti này, hoặc 10 cái sim Q8, hoặc là 10 cái sim Q12, hoặc là 10 cái sim van là 10 van là 8, hoặc là cái sim sửa van cấy kết, sửa van xúc bô, sửa bơm đấy. Thì để nói về đọc cái gói sim ý, thì anh em mua hộp lên mua một gói sim đa năng như này anh em biết. Anh em lên bù gói sim đa năng nhỉ, giá chỉ có 150.000 thôi và đầy đủ hết tất cả các loại sim anh em nhé. Anh em lên nhớ đầy đủ hết tất cả các loại sim đấy, để mình gồm chia nhé. Đây là cái sim sửa bơm này đấy, sim sửa bơm này đấy. Nói chung để phân chia ra đây, cái sim này nó ở đây sửa bơm, cái sim này ở van cricket supreo nhé đấy, sim này sim ở của mình này, sim sửa bơm này. Đây là sim, đây là sim 12 này, Q12 này. Đây là sim van lạc 10 này. Sim van lạc 10, đây là sim ti bơm này. Sim van lạc 10 này. Cái sim đỏ đỏ con này là sim van lạc 8 nhé. Nói chung là mỗi cái sim nó có khoảng 8 đến 10 cái. Nó khoảng nhé, mình chỉ nói khoảng thôi. Mình không ngồi đong đếm từng cái một. Không phải gói nào cũng giống như cái gói nào, nó cứ khoảng 8 đến 10 cái một cỡ sim. Đấy. Kể cả anh em cho em biết nhá. Đây là sim sim 8 này. Đây. Sim 8 béo này. Đấy. Oh, sim 8 gầy nữa. Đấy. Sim 8 gầy này. Đấy. Sim 8 gầy là sim dương của cánh FX này. Đấy. Sim âm 4.5 này, 5.5 này. Đấy. Sim âm 635 có hết anh em nhé. Đấy. Anh em nên nhớ để sửa chữa một cái vật dụng như cái van cricket này, van supreo hoặc van dream. Để nói mỗi một cái sim thôi thì anh em lên mua một gói sim đa năng như này anh em nhé. Đầy đủ hết để anh em sửa van hoặc là sửa bơm, hoặc là sửa những cái chi tiết nhỏ ở trong một cái khẩu súng của anh em. Anh em nhé. Thì anh em nào mà muốn mua sim màu xanh để chuyên cho van cricket ấy, thì mình cũng có em nhé. Chuyên cho van supreo để có những cái pop nhựa hoặc cái lò xo, cái lọ mỡ, thì lấy là một hộp sim sửa van, thì cái đấy là 250.000. Còn đâu anh em mua đọc cái sim để sửa chữa cho khẩu súng, hoặc là sửa chữa van, hoặc sửa chữa bơm, thì anh em mua một gói sim đa năng như thế này anh em nhé. Đấy, giá chỉ có 160.000 thôi. Sim van lạc 10 này, sim van lạc 10, hoặc là anh em chơi van lạc 8 mà có ốc vít ý, thì em sử dụng cái sim này nhé. Con sim đời đầu con này này, sim đời đầu con này, thì anh em chơi van lạc 8 đời đầu đấy. Anh em chơi sửa bơm đấy. Đây là sim 8 em nhé. Sim 8 gầy. Đấy, sim 8 gầy anh em có thể lắp được ở quy kéo, hoặc là anh em lắp ở sim dương của cái FX ấy. Đấy, sim 8 gầy này, sim 8 béo này. Đấy, sim gầy, sim béo nhé, có đầy đủ hết anh em nhé. Đấy, anh em mua một con sim đa năng này chỉ có 160.000 thôi. Đấy, mua thì liên hệ với shop nhé. Vâng, thì video của shop xin kết thúc tại đây. Shop xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé.